Mình gì không nữa. Xin chào bên kia, cảm ơn các bạn đã
bờ vai anh đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buồn chiều thương nhau. Là môi anh đi quá thương dung lời yên em tạm bờ. Xin cho em đến ngày qua đây đôi tay ta sẽ dần hơn hoa. Xin cho ta còn cơn gieo ca cùng đến nơi mơ. Ôi mùa đông của anh.
Bye.
mọi người có nghe mệt chưa ạ? Cái buồn nó khó khăn lắm. Em mệt nó lại dạng em mệt chứ. Mất ai hả? Thì cái tánh em mà cái gì mà nó bó bó mình, nó kiểu như nó cò bó đồ em mệt lắm. Cho nên là đôi khi em cũng muốn búng xóa đồ. Cho nên là chúng ta giống như cuộc sống của chúng ta vậy đó. Những cái gì cò bó nó muốn buông xóa. Giống như đêm nay mình để buông xóa đi, đúng không? Thoải mái đi, vui vẻ đi. Và tiếp theo là một ca khúc còn nghĩ là trong cuộc sống ai cũng mong mình bình yên, hạnh phúc. Cho em la thứ nha. Mọi người cần đến mặt là Ngọc đến mình nói tiếng Anh thì ghê.
lâu lần, một năm sau lần nè. Vậy là 3 tháng tay tôi lại, ok. Cảm ơn anh. Em chưa mệt, nhưng mà em nghĩ là một người mệt rồi. Ngày mai các con có đi học không? Không, con em cũng không đi học. Biết mình. Thật ra thì trong cuộc sống này, hãy yêu thương nhau thiệt nhiều nhé mọi người nhé. Nắm tay thật.